Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái video giải bài tập tính tổng. Thì bài hôm nay là bài số 13, tính tổng SN bằng 1/2 cộng 3/4 cộng 5/6 cộng chấm 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 cộng đến 2N cộng 1 tất cả chia cho 2N cộng 2. Đấy. Thì FN đây là một cái số tự nhiên được nhập vào từ phím. Và cái 2N cộng 1 chia 2N cộng 2 đây là chính là cái dạng tổng quát của những cái phần tử của cái tổng SN này. Rồi, thì mình sẽ dạy cái bài tập này như sau ạ. Thì đây là cái đề bài không ạ? Thì đầu tiên thì mình cũng khai báo cái thư viện cho nó. Đây. Tiếp theo ạ. Rồi, sau khi đã khai báo thư viện thì ta bắt đầu khai báo cái hàm main cho nó. Đó là main. Trong cái hàm main này thì ta khai báo một số cái biến cần thiết. Đầu tiên thì mình khai báo cái biến n, chứ là cái biến này, tức là biến mà ta nhập vào số tự nhiên n đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ khai báo một cái tổng float. Như các bạn đã biết thì tổng ở đây thì nó sẽ là một cái kiểu thức, đúng không ạ? Đấy, vì đây toàn là những cái số phân số, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ là kiểu thức và mình khởi tạo cái giá trị ban đầu cho nó là bằng 0, đúng không ạ? Đấy, vì ban đầu thì tổng chưa có gì, đúng không ạ? Rồi, sau khi đã khai báo biến thì ta đi vào nhập cái n vào luôn. Để nhập thì ta sẽ in ra một màn hình một cái câu lệnh. Đây, xin mời nhập. N, đúng không ạ? Rồi. Bên dưới thì mình sẽ làm viết một cái câu lệnh scanf. Đây thì sẽ là phần trăm d, đúng không ạ? Vì n là một số nguyên dương, đúng không ạ? Đây sẽ là và n. Rồi, như vậy là ta đã được nhập n từ bàn phím vào. Thì tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for và khởi tạo giá trị của biến chạy ban đầu sẽ bằng 1. Các bạn làm bằng 0 cũng được. Với bài này thì bằng 0 cũng được. Và biểu thức điều kiện của nó sẽ là y bé nó bằng n và y cộng cộng tăng y lên đấy. Rồi, trong khi mà khi mà cái y này bé n mà đúng thì nó sẽ làm công việc như sau. Nó sẽ gán s bằng s cộng cho biểu thức của mình là 2n cộng 1 chia cho 2n cộng 2, đúng không ạ? Đấy. Thì đây sẽ là ta phải định nghĩa thêm một cái kiểu dữ liệu cho cái 2n cộng 1 chia cho 2n cộng 2 này. Và bây giờ thì cái y nó sẽ thay thế cho n. Đấy, y này. Đó, nó sẽ thay thế cho n. Ở đây thì sẽ là 2 sao y nhân, đúng không ạ? Cộng cho 1, đúng không ạ? Rồi. Tất cả chia 2 sau y cộng 2, đúng không ạ? Đấy. Đấy, thì đây là chính là cái dạng tổng quát của cái những cái phần tử trong cái tổng S này. Rồi, sau khi đã tính được cái S này đó, ta sẽ in ra màn hình cái kết quả. Ở đây thì nên là kết quả là tổng cần tìm là, rồi ở đây mình sẽ đặt là phần trăm f, đúng không ạ? Vì nó là kiểu số thực nên là sẽ đặt là f phần trăm f.
đây mình sẽ làm là add cú pháp của colon print. Ở đây mình thêm colon get nữa để dừng màn hình lại để xem kết quả. Rồi thì trên đây thì mình đã viết xong cái đoạn code để tính tổng SN đấy ạ. Mình sẽ chạy cho các bạn xem đấy. Đây. Rồi đây nó yêu cầu mình nhập N đúng không ạ? Ban đầu thì mình sẽ nhập N bằng 0 để kiểm tra xem nó có đúng không nha. Đấy, nếu ta nhập bằng 0 đúng không ạ? Mình sẽ chứng minh cho các bạn xem. Khi chúng ta nhập bằng 0 này, bằng 0 thì ở đây sẽ là 2 nhân 0 cộng 1 chia cho 2 nhân 0 cộng 2 đúng không ạ? Là chính bằng 1 phần 2 đúng không ạ? Thì 1 phần 2 là chính bằng 0,5 đúng không ạ? Đấy, như vậy là nó hoàn toàn đúng đúng không ạ? Rồi, mình sẽ thử thêm một cái ví dụ tiếp theo. Mình sẽ thử là 2 đi ạ. Thế mình sẽ nhập là 2. Rồi, ok. Kết quả của nó ra là 2.0833 đúng không ạ? Thì đây mình sẽ chứng như sau. 1 phần 2 là bằng 0.5 đúng không ạ? 3 chia 4 thì chính là bằng 0.75 đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là 5.5/6. 5/6 thì nó sẽ bằng. Rồi, thì mình sẽ chứng minh cho các bạn xem vì sao nó lại bằng như thế này. Đấy. Ở đây thì lúc này với N bằng 3 đúng không ạ? Đây, N bằng 3 này. N bằng 3 đúng không ạ? Thì tổng S. S thì chính là bằng 1/2 đúng không ạ? Cộng cho 3/4 cộng cho 5/6 đúng không ạ? Đấy, thì sẽ bằng này, 1/2 thì sẽ bằng 0.5 này, 3/4 sẽ bằng 0.75 đúng không ạ? Còn 5/6 thì sẽ bằng 0.8333 mãi đúng không ạ? Đấy, thì đây sẽ tính khi cộng tất cả các số này lại thì nó sẽ bằng 2.08333 đúng không ạ? Thì so sánh với cái kết quả lúc này này đúng không ạ? Đấy, thì nó hoàn toàn giống nhau đúng không ạ? Rồi, một cái ví dụ tiếp để cho các bạn dễ hình dung hơn nữa đấy. Thì mình sẽ cho nó bằng 1 đi, cho n bằng 1. Xin lỗi các bạn, ở đây thì lúc này n sẽ bằng n bằng 2 đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo mình sẽ thử với cái n ở đây mình nhập vào là 1 thì nó sẽ ra kết quả là 1.25 đúng không ạ? Khi n bằng 1 thì s sẽ bằng 1/2 cộng 3/4 đúng không ạ? 1/2 thì bằng 0.5 và 3/4 bằng 0.75 đúng không ạ? Cộng lại thì nó rõ ràng nó sẽ bằng 1.25 đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái bài tính tổng n bằng 1/2 cộng 3/4 cộng cho đến 2n cộng 1 chia 2n cộng 2 đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.